Việt Dũng Auto 31 Lê Văn Lương xin kính chào quý anh chị đang theo dõi chương trình mua bán ô tô xe hơi. Thì em là Việt Đức, đại diện bán hàng của showroom ô tô Việt Dũng Auto có địa chỉ tại số 31 Lê Văn Lương, xin được kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay em Đức chuyên Bentley lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một món gọi là đặc sản của Việt Dũng Auto mà rất ít các gara khác tại Hà Nội có được. Đó chính là Bentley Continental phiên bản GTC mui trần. Thì Việt Dũng chúng em lại tiếp tục nhập được một chiếc Bentley nữa. Và chiếc này rất đặc biệt. Chiếc này là chiếc Bentley Continental phiên bản mui trần, sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem vô cùng đẹp. Em xin khẳng định là vô cùng đẹp luôn. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2008 với cái mức giá là 2,5 tỷ đồng. Khi nghe đến mức giá 2,5 tỷ đồng tại thời điểm này thì quý anh chị cũng sẽ biết được rằng là với số tiền đấy thì chúng ta đã có thể sở hữu được rất rất nhiều xe đời cao, đẹp và sang chảnh. Mà tại sao một chiếc xe Bentley đời 2008 này mức giá nó vẫn cứ là khủng khiếp như vậy? Thì thật ra để mà nói ra, chiếc Bentley này cả Việt Nam thì cũng chỉ có vài chiếc thôi, không có nhiều. Và em thì cũng đã có cơ hội may mắn được bán cho quý anh chị năm ngoái thì cũng 2-3 chiếc Bentley mui trần. Và cũng có rất nhiều anh mua trượt. Thì nhân đây em mua được chiếc xe này thì em báo cáo ở trên YouTube để các anh mà có năm ngoái mà có hỏi em về Bentley mui trần thì năm nay em đã về hàng cho các anh rồi ạ. Ngay sau đây em sẽ đi một vòng quanh chiếc xe để quý anh chị có thể xem về chất lượng của chiếc xe. Về phần ngoại thất nhé. Ngoại thất của chiếc xe thì sở hữu ngoại thất màu trắng ngọc trai và nội thất là màu kem. Nước sơn của chiếc xe đây hoàn toàn là nước sơn zin, em chỉ đánh bóng lại thôi. Thậm chí là có lúc em vừa phát hiện ra có vết xước ở đây. Thì quý anh chị nào cứ có nhu cầu mua thì em sẽ xử lý lại, tỉa lại một chút về phần nước sơn cho quý anh chị. Nhưng mà về cơ bản đây là màu nước sơn zin. Anh chủ cũ chăm rất là tốt luôn. Xe thì được đăng ký biển số thành phố Hà Nội ạ. Bộ mâm của chiếc xe này thì đã được em tỉa tót lại về màu xám. Rất là phù hợp với màu nội thất xe. Có một chiếc này, có một điều này nữa em xin nhấn mạnh ạ. Thì chiếc Bentley này em đã đặt một bộ mui. Mui nguyên bản của chiếc xe hiện giờ đang rất ok, không vấn đề gì cả. Chẳng qua nó là màu đen thôi, em không thích. Em đã đấu giá được một chiếc mui màu đỏ. Màu đỏ velvet rất đẹp và đang trên đường về Việt Nam. Thì khi mà về thì em sẽ lắp vào chiếc mui này và sẽ quay lại một cái clip khác. Thì có thể là bây giờ thì quý anh chị sẽ nhìn thấy là mui đen nhưng về sau sẽ là một chiếc mui đỏ. Chiếc mui đấy em mua đấu giá được ở nước ngoài và đang trên đường về Việt Nam rồi. Xe thì được đăng ký biển số thành phố Hà Nội ạ. Em sẽ đi vào phần cốp đuôi của chiếc xe trước đi. Đó. Thì phần đuôi em đang để một cái áo khoác ở đây. Đấy. Và phần cốp của chiếc xe đây ạ. Đây. Hệ thống lốp này, quý anh chị có thể nhìn thấy. Các cái chất lượng về nước sơn của chiếc xe thì chắc là hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Không một lỗi lầm. Cốp rất là rộng để đồ golf thoải mái ạ. Đó. Đấy, và đây thì khi cốp đóng vào. Nhìn từ phía đằng sau đuôi xe quá đẹp. Nó là viên ngọc quý đấy ạ. Quý anh chị mua và sở hữu chiếc Bentley này thì là quý anh chị sở hữu cho mình một chiếc tài sản chứ không phải là tiêu sản nữa rồi. Tại vì chiếc xe này rất rất nhiều người muốn sưu tầm và sở hữu nó. Thực sự luôn. Có các anh có nhiều tiền mua những chiếc xe hàng chục tỷ đồng nhưng mà vẫn muốn sở hữu cho mình một chiếc xe đời cổ điển này. Tại vì làm sao? Chiếc Bentley đời này nó rất là sang chảnh và quyến rũ. Còn khi mà kiểu dáng hiện đại bây giờ thì nó theo xu thế thì là thiết kế mới bây giờ nó thường là nó sẽ bị thể thao quá. Còn là cái dáng của đời này thì quý anh chị có thể nhìn thấy nó như một viên ngọc. Nó như một viên ngọc luôn. Quý anh chị nhìn chỉ có là mê luôn. Toàn bộ cái phần viền của cái phần viền này toàn bộ nó bằng chrome hết. Rất đẹp luôn. Ống ả. Và toàn bộ các chức năng đều được sử dụng bình thường. Không có lỗi lầm gì cả. Ngay sau đây thì sẽ nhìn về phía phần nội thất của chiếc xe đi. Đó. Quý anh chị sẽ nhìn thấy phần nội thất của chiếc xe. Xe thì sử dụng hệ gỗ của chiếc xe là gỗ màu đen. Có màu là màu đen piano. Bóng bẩy và lộng lẫy. Rất là đẹp. Đồng hồ trước của chiếc xe là đồng hồ của thương hiệu Breitling, đến từ Anh Quốc. Các cái phím bấm, các cái nút thì thôi em chắc không quảng cáo nhiều. Quý anh chị cứ nhìn giúp em
vào phần hình ảnh thì mình cũng có thể thấy được là về độ mới của chiếc xe như nào. Các cái nút này rất rất mới. Chiếc xe này thì đã lăn bánh là hơn 4 vạn mai cho mười mấy năm, thì mỗi năm chỉ đi có vài trăm cây số thôi. Chưa được mỗi năm đi chỉ có mấy nghìn cây số thôi, em mình nhập lại mấy trăm cây đó, tuyệt vời. Các cái nút của chiếc xe đấy ạ, các cái nút, các cái phím bấm của chiếc xe thì còn như mới. Các cái nút của chiếc xe như mới luôn. Em xin cam kết về chất lượng chiếc xe cũng như bao chiếc xe. Thì đã chơi những cái dòng này, đã mua những cái dòng mà xứng đáng vào tầm siêu tầm như thế này rồi thì nó phải đẹp. Thực sự là từ chất máy cho đến gầm, cho đến là phần nội hay là ngoại thất thì nó phải đẹp thì em mới bán được. Cho nên về chất lượng thì quý anh tâm, quý anh chị yên tâm, không phải lo gì cả. Tại vì là em cũng bỏ tiền mặt ra em chơi, em mua dòng này rồi thì là phải thực sự là xe đẹp thì em mới chơi được, em mới mua về em mới bán được. Đó. Phần đèn trước của chiếc xe thì nó cũng có một chút gọi là xuống màu theo thời gian. Đấy, thì cái này em không xử lý. Xử lý được nhưng mà em không xử lý, tại vì sao? Nó là nguyên bản của chiếc xe. Bây giờ nếu mà xử lý ra đánh ố của chiếc xe thì nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ phải cắt cái phần kính này của chiếc xe tách ra mới đánh được cái phần bên trong, mà em không muốn như thế cho nên em cứ để nguyên. Còn tất nhiên nếu mà vì quý anh chị có nhu cầu thì em có hoàn toàn có thể làm được cho quý anh chị để cho nó mới long lanh lên. Rất đơn giản thôi. Đó. Mọi chức năng, mọi hoạt động của chiếc xe là hoàn hảo. Ghế của chiếc xe là hoàn toàn là ghế da của hãng luôn, không phải là ghế bọc lại. Đó. Đây, hàng ghế sau đấy ạ. Em để chiếc túi máy ảnh của em đây. Đó. Cái màu túi máy ảnh ấy rất hợp với cả cái màu nội thất của chiếc xe. Rất đẹp, nói chung là rất đẹp. Đây, em sẽ thử nổ máy chiếc xe lên và lên mui để quý anh chị có thể xem được là mui của chiếc xe như nào. À, quên mất em để chìa cốp xe. Quý anh chị hôm nay sẽ đi với em kỹ hơn một tí nhá. Đây, chìa khóa xe em để trong cốp nhá. Các cái quý anh chị nhìn thấy tất cả các cái lẫy, các bản lề nó như mới. Chiếc xe này được để hoàn toàn trong hầm chung cư, cho nên là âm thanh của chiếc xe vô cùng phấn khích. Đó. Không có một hiện một cái lỗi nào cả. Này. Em đang nổ máy đấy ạ. Và nó chỉ báo là P thôi, là đang để ở chế độ P. Còn mui của chiếc xe thì đang được đóng lên đây. Đó. Em sẽ mở. Mui hoạt động hoàn hảo. Chẳng qua là đúng thật là vì em thích thôi. Em thích nó phải là màu đỏ. Chiếc xe nó phải thực sự là đẹp, thực sự là long lanh, bán nó mới sướng. Đấy. Toàn bộ các chức năng mui mở chứ không phải là mui lỗi nhé. Đây, ngay sau đây em sẽ đi ra phía phần ngoại thất của chiếc xe để quý anh chị có thể đảm bảo được là kính của chiếc xe là kính hai lớp ạ. Đấy. Và đây, mui của chiếc xe đây. Đấy. Chẳng qua là em đúng thật sự là em không thích cái màu này thôi. Chiếc mui là hoàn hảo, không có lỗi lầm gì cả. Đóng mở bình thường, không thấm, không rột. Đó. Đó. Chỉ có cái logo Bentley này nó bạc theo thời gian thôi. Đó. Mui màu nâu cà phê. Và em không thích cái mui này lắm, thực sự là phải là màu đỏ. Phải là màu đỏ thì nó mới là xuất sắc được. Đó. Thì em xin nhắc lại một chút ạ. Chiếc Bentley Continental GTC sản xuất vào năm 2008
sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem, đang được Việt Dũng Auto bán với mức giá là 2,5 tỷ đồng và tặng kèm thêm một chiếc mui trị giá 200 triệu đồng đang về Việt Nam. Đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình và em xin chúc quý anh chị có một ngày tốt lành. À, Việt Dũng Auto xin cảm ơn quý anh chị.